Tại buổi gặp mặt, đại diện phái đoàn, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chúc mừng những thành tựu đã đạt được trong 10 năm qua và mong muốn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt các Phật sự để luôn đồng hành cùng dân tộc. Đáp từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bộ, ban, ngành đã quan tâm và hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo tỉnh Điện Biên nói riêng trong mọi công tác Phật sự. Dịp này, đoàn dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an, dự lễ an vị tượng Bổn sư Thích Ca tại vườn tượng Tịnh độ trong khuôn viên chùa.